Tiếp tục chương trình thời sự là thông tin trên lĩnh vực giáo dục y tế. Thưa quý vị, sáng nay, Sở Y tế tỉnh Long An đã phối hợp cùng công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi. Hội nghị nằm trong khuôn khổ chương trình dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em được công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế phát triển từ tháng 5 năm 2018 nhằm hưởng ứng chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn năm 2021 năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Phần mềm gồm nhiều chức năng và công cụ hữu ích trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé. Ngân hàng thực đơn với hơn 2.000 món ăn do Ajinomoto Việt Nam phát triển theo từng giai đoạn thai kỳ đến khi con bú sữa mẹ và thực đơn cho trẻ dưới 5 tuổi được tính toán theo khẩu vị 3 miền Bắc Trung Nam, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Tại hội nghị, cán bộ y tế thuộc các bệnh viện đa khoa, sản nhi và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được cán bộ kỹ thuật công ty Ajinomoto Việt Nam chia sẻ về nội dung, ý nghĩa và cách thức triển khai phần mềm. Qua đó, Sở Y tế cũng đã có kế hoạch tăng cường công tác tập huấn, truyền thông nhằm giúp phần mềm được triển khai sâu rộng, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trung tâm nhận thấy rằng đây là cái công cụ giúp cán bộ y tế trong cái việc mà tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ. Thông qua đó thì giúp cho bà mẹ nâng cao được nhận thức trong cái việc mà tự chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng tại nhà. Khi áp dụng cái phần mềm và các cái công cụ mà hỗ trợ này, thì bà mẹ có thể tự lên cho mình một cái chế độ ăn uống cân bằng, ăn đúng, ăn đủ, và từ đó thì giúp cho mẹ mang thai khỏe mạnh, chất lượng sữa thì cũng tốt hơn. Trẻ sẽ có cái cơ hội phát triển toàn diện về mặt trí tuệ, thể chất, tinh thần và nâng cao cái tầm vóc cho thế hệ tương lai tỉnh Long An nói riêng và của Việt Nam nói chung. Ngoài chương trình dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế, công ty Ajinomoto Việt Nam đã triển khai dự án bữa ăn học đường phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghiên cứu phát triển từ năm 2012 nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của học sinh lứa tuổi tiểu học tại Việt Nam. Với nhiều nội dung liên quan đến cung cấp thực đơn cân bằng dinh dưỡng, công cụ giáo dục kiến thức dinh dưỡng, xây dựng bếp ăn mẫu bán trú theo mô hình bếp ăn một chiều của Nhật Bản, dự án đã có trên 4.260 trường tiểu học bán trú áp dụng với hơn 1,4 triệu học sinh nhận được lợi ích từ dự án.